Lâm xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Từ Cà Phê. Hôm nay qua xưởng rang cà phê cho nên là có dịp làm một vài cái chủ đề để có thể chia sẻ với tất cả anh chị em ha. Bỏ nón này ra cho nó nhìn cho nó đẹp trai. Rất nhiều anh chị em, rất nhiều bạn hỏi Lâm là anh ơi, rang cà phê có khó không? Thì sẽ có người nói là rang cà phê thì rất là dễ, tại vì giờ máy móc rất là hiện đại rồi, mọi thứ đều được trang bị tới tận răng rồi, có máy tính có thể chạy tự động, hoặc có thể tự điều chỉnh vân vân. Thì đối với một số người rang cà phê rất là dễ, nhưng đối với một số bạn thì nói rằng em biết rang cà phê thì rất là dễ, có nghĩa là rang chín cà phê thì rất dễ, nhưng rang để lấy được cái hương vị tốt nhất, cái hương tốt nhất, cái vị tốt nhất thì cái đó có khó không? Và ví dụ như là máy móc trang thiết bị hoặc là các thiết bị điện tử như thế này có hỗ trợ mình gì được nhiều không? Có hỗ trợ gì được mình cho thiệt nhiều không? Thì theo quan điểm của Long, tất cả các cái thiết bị này đều là những cái thiết bị để hỗ trợ chúng ta làm cái công việc rang cà phê cho nó tốt nhất. Còn cái điều quan trọng, rất quan trọng để rang cà phê được tốt nhất, các bạn biết là gì không? Nếu ai biết hãy comment cho Long nha. 1, 2, 3, 4, 5. Ok rồi, thưa các bạn, mọi thứ xung quanh ta đều rất tốt để hỗ trợ chúng ta làm tất cả các công việc, nhưng quan trọng, rất quan trọng là chính chúng ta, chính cái ngũ quan của chúng ta. Ngũ quan ở đây được đề cập tới là gì? Là đôi bàn tay này, là cái ánh mắt nhìn nè, là cái mũi để ngửi, là cái tai để nghe, và cái miệng để thử nếm. Đó là năm cái điều rất là quan trọng, năm cái cơ quan rất là quan trọng để chúng ta làm bất cứ việc gì, không chỉ là việc rang cà phê không. Vậy năm cái giác quan đó giúp ích gì cho chúng ta trong cái việc mình rang cà phê? Rồi hiện giờ đây còn có cái thau cà phê như thế này, có cái thau cài nhân như thế này, thì các bạn biết rồi đó. Ở đây nó nhìn nó hơi vàng vàng vì Long đang mở mấy cái bóng đèn vàng á, nhìn cho nó ảo ảnh chút xíu. Đây ví dụ nói tới cái khía cạnh thứ nhất này, cái này gọi là xúc giác, cảm giác chúng ta sờ nóng như thế này. Việc sờ nóng như thế này giúp chúng ta cảm nhận được rất là nhiều thứ. Nếu mà với cá nhân, ta có thể cảm nhận được độ ẩm, ta có cảm nhận được có thể cảm nhận được cái sự sạch, sạch sẽ của cái cá nhân trong cái việc sơ chế, đúng không? Khi mà cầm lên như vậy mình có thể cảm nhận, cảm giác cảm nhận rất rõ ràng. Hoặc khi mình cầm lên như vậy mình có cảm nhận, có thể cảm nhận được cái gì? Cái trọng lượng của nó, cái tỷ trọng của các hạt cà, cà nặng nhẹ, sốt hay chắc. Các bạn thấy không? Chỉ một cái thôi, xúc giác, khi chúng ta sờ vào chúng ta sẽ cảm nhận được. Và các bạn biết rằng trên thế giới này thì trên cái trái đất này thì có rất nhiều loài vật chúng nó chỉ sống bằng được bằng xúc giác thôi, có nghĩa là bằng cái cảm giác, bằng cái việc sờ nắng. Thế là các bạn ví dụ như là con ốc sên chẳng hạn, nó chỉ bò và nó dùng cái miệng nó, cái miệng giống như cái môi, cái hàm của nó để nó có thể sờ nắng, để nó cảm nhận được cái đường đi của nó thôi. Đó là xúc giác. Rồi cái cơ quan thứ hai vô cùng quan trọng, đối với các bạn đó là gì? Đó là thị giác. Thị giác chúng ta sẽ làm cái gì? Thị giác chúng ta dùng để quan sát, dùng để nhìn. Chúng ta sẽ quan sát cái gì? Đầu tiên ví dụ như là trên cái màn hình máy tính này, chúng ta quan sát được nhiệt độ, các thông số hiển thị trên đó, trên cái bảng điều khiển tắp lô điện đây này, các bạn điều khiển đây này, trên các bạn điều khiển thì chúng ta sẽ nhìn được rất là nhiều thứ. Ví dụ như bốn cái đồng hồ này là bốn cái thông số của nhiệt hạt cà, thông số của nhiệt trong lòng rang, rồi cái thời gian ha, rồi này là thông số nhiệt của cái vùng đốt ha.
Rồi trên đây còn có rất là cái nút cái phím chức năng đó. Rồi ngoài ra thì giáp của chúng ta quan sát được cái gì? Chúng ta quan sát được các hạt càng ở bên trong máy này nó sẽ chạy như thế nào, nó được đạo ra làm sao. Chúng ta quan sát được ví dụ như cúng cái cài nhân này, bằng cái ánh mắt thị giác chúng ta quan sát được cái hạt cà này màu sắc nó như thế nào, nó là loại hạt cà gì ha, cà của vụ cũ hay vụ mới, màu sắc, rồi cái màu của hạt cà nó cũng thể hiện rằng hạt cà đó là tốt hay xấu, hạt cà đó là chất lượng hay không chất lượng đó. Ngoài ra cái thị giác của mình còn quan sát được gì? Quan sát được cái khói bốc lên hoặc cái màu sắc của hạt cà trong quá trình mình rang. Chút xíu làm sẽ đưa cho các bạn xem cái màu sắc của hạt cà trong quá trình mình rang, rồi cái thang độ rang của nó đó. Rồi mình có thể quan sát được các cái thông số để mình quyết định là cái hạt cà đó đã đủ chín độ chưa để mình cho nó ra, cái hạt cà đó đã đảm bảo được cái chất lượng chưa để mình cho ra. Cái hạt cà đó màu sắc như vậy đã đạt được cho cái sản phẩm để mình pha phim chưa. Đó là cái thị giác của chúng ta, thì chúng ta có thể quan sát, chúng ta có thể nhìn ngó. Hoặc cái thị giác đó chúng ta có quan sát được cái lửa, cái nguồn nhiệt nó như thế nào. Đây các bạn nguồn nhiệt đó, cái nhiệt đó đang đi như thế nào đó, các bạn thấy ánh lửa xanh xanh trong đó không? Đây ánh lửa đó, quan sát được cái độ lớn nhỏ của cái nhiệt độ ha. Ngoài các cái thông số hiển thị trên cái bảng điều khiển như thế này đó. Đó, ngoài ra thì giác, cái sự quan sát của mình sẽ quan sát được tổng thể cái nơi mình sản xuất như thế nào, cái tường vệ sinh nó ra sao, hoặc sử dụng các loại càng như thế nào, nó cực kỳ quan trọng các bạn, rất rất quan trọng luôn. Đó là cái thị giác của mình. Rồi cái yếu tố thứ ba, cái cơ quan thứ ba đó là gì? Đó là thính giác, dùng để nghe. Mình nghe cái gì trong quá trình mình rang cà phê ha? Mình nghe cái gì? Đầu tiên mình nghe tiếng máy khởi động, mình nghe tiếng máy chạy, có êm không, có ổn không, có đảm bảo rằng là nó hoạt động trơn tru không, có cái tiếng động gì khác ra lạ không ha? Mình nghe cái gì? Nghe cái âm thanh của cà đạo trong cái lồng rang như thế này, có đều không, có ổn không, có phát ra cái gì lạ không. Rồi cái mà mình nghe rất là quan trọng đó là cái gì các bạn? Mình lắng nghe tiếng nổ một ha, tiếng nổ rất quan trọng để mình điều chỉnh lửa gió cho cái bước tiếp theo trong quá trình phát triển hương vị của cà. Rồi mình lắng nghe gì? Mình lắng nghe cái tiếng nổ hai, mình lắng nghe cái tiếng nổ một đều đặn không, có lớn không, từ đó mình sẽ biết được rằng là cái chất lượng cái cà đó như thế nào, cái chất lượng của cái hạt cà đó tốt hay xấu, cái chất lượng của cái hạt cà đó là chắc hay xấu, bởi vì tiếng nổ nó sẽ cho chúng ta biết được những cái tín hiệu đó, sẽ cho ta biết được những cái điều mà Long vừa nói, hoặc cái tiếng nổ đó cho ta biết được mình đang rang cà A hay cà Rô. Rồi cái tai mình còn nghe được cái gì đó? Mình nghe được những cái âm thanh rất tuyệt vời khi cà được đổ ra, mình nghe được cái tiếng cà đảo làm nguội trong cái lồng rang như thế này. Xem thử cái hạt cà đó nó đảm bảo nó đủ cái nhiệt độ chưa, nó đảm bảo được cái nhiệt độ để mình cho ra chưa. Và các bạn thân mến, cái một trong những cơ quan rất cực kỳ quan trọng trong quá trình mình sản xuất, mình làm cà phê, mình thổi cà phê, mình uống cà phê, đó là cái mũi. Thú giác để làm cái gì trong cái
cái việc mình rang cà phê như thế này. À, thú giá. Ví dụ với cà nhân như thế này. À, mình có thể ngửi như vậy, mình có thể cảm nhận được cái hương vị và nó cái phương pháp sơ chế của cái loại cà này. Ha. À, hoặc các cái lỗi của cái loại cà này, ví dụ như là mùi đất, mùi ẩm ướt trong quá trình sơ chế. Đó, hoặc khi mình ngửi vậy mình cũng cảm nhận, mình cũng biết được rằng đây là cà mới hay cà cũ, cà của đầu vụ hay cuối vụ. Ha. À, ha, à, hoặc ngửi như thế này mình cũng có thể cảm nhận được đây là cà A hay cà rô. Rất là nhiều thứ mình có thể nhìn biết được bằng việc sử dụng cái khứu giác của mình. Rồi cái khứu giác mình cảm nhận được gì? Cảm nhận được cái mùi khói. Mùi khói của cái giai đoạn đầu trong quá trình rang nó sẽ có một cái mùi như thế nào. Mùi khói của cái giai đoạn giữa, giai đoạn cuối nó sẽ có mùi khác nhau. Ha. Mùi khói của trước cái nổ một nó sẽ khác cái mùi khói sau nổ một. Mùi khói của cái giai đoạn sấy khô nó sẽ khác cái giai đoạn phát triển hương. Mùi khói của cái giai đoạn sấy khô nó hoàn toàn khác với cái mùi khói của sau cái giai đoạn rắc 2, nổ 2. Rồi các bạn ha. Rồi cái mũi này mình cảm nhận gì? À, mình sẽ cảm nhận rất rõ ràng cái hương vị phát triển thay đổi trong quá trình mình rang cà phê. Đó. Và đặc biệt à, vị giác đó, cái lưỡi của mình cực kỳ quan trọng. Cái yếu tố thứ năm, cái cơ quan thứ năm ha, cái vị giác cực kỳ quan trọng trong quá trình mình thử nếm cà phê, mình uống cà phê, mình thưởng thức cà phê, hoặc trong quá trình mình rang vậy, mình bóp một hạt, mình cắn, mình cũng sẽ cảm nhận, biết được, nhận diện được phần nào hương vị của cái hạt cà mình đang rang trong đây. À, đó là năm cái cơ quan rất là tuyệt vời của con người sử dụng trong bất cứ cái lĩnh vực nào, và đặc biệt ở đây đề cập tới lĩnh vực rang cà phê. Các bạn thân mến, và các bạn biết không, các cái cơ quan, năm cái cơ quan rất là quan trọng của chúng ta kết hợp một cách rất là hài hòa tài tình trong cái việc rang cà phê. À, ví dụ đây, khi các bạn quan sát nhìn vào những cái hạt cà phê như thế này, à, mình sẽ có thể biết được cái số vòng quay, có thể phần nào đoán được cái số vòng quay đây, nhanh chậm, số vòng quay nhanh chậm của cái mẹ rang. À, rồi bây giờ mình xem thử đây. Đây là sự kết hợp rất là tài tình, à, rất là tuyệt vời. À, mình rút ra, mình rút cái à. Các bạn thân mến, vừa rồi Long vừa chia sẻ với các bạn năm cái giác quan, à, mình đọc vào trong cái từng cái mẹ rang như thế này. Và các bạn thân mến, nếu trong không chỉ riêng cái việc rang cà phê mà trong bất cứ công việc gì, nếu chúng ta đọc hết năm cái giác quan của mình vào, tập trung vào một cái công việc đó, thì chắc chắn một điều, công việc gì cũng hoàn thành tốt đẹp, làm việc gì cũng thành công các bạn ạ. Bởi vì mình có sự tập trung, sự đầu tư vào nó. Tương tự như vậy, khi rang cà phê cũng vậy, chúng ta đọc hết năm cái giác quan vào từng cái mẹ rang như thế này, thì chắc chắn một điều, à, từng cái mẹ sản phẩm, từng cái lô sản phẩm, từng cái mẹ cà phê các bạn sẽ thật trọn vẹn, sẽ thật hoàn hảo, sẽ thật tuyệt vời các bạn. Phải không các bạn? Rồi, đó. À, hôm nay video ngắn nhẹ nhỏ như thế này, mình chia sẻ cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới cuối video. Và hy vọng rằng trong từng mẹ rang, hoặc trong từng công việc, hoặc trong bất cứ công việc gì các bạn làm, hãy đọc hết các cái giác quan vào, thì như vậy công việc sẽ hoàn thành tốt đẹp các bạn nha. Rồi, chúc các bạn một ngày mới năng lượng và khỏe mạnh.